Mến chào các em học sinh khối 8 đến với buổi học của bộ môn mỹ thuật ngày hôm nay. Ở bài học trước, cô đã hướng dẫn cho các em về tỷ lệ cơ thể người cũng như là hướng dẫn về cách vẽ dáng người. Thì bài học hôm nay chúng ta sẽ bước sang một dạng vẽ trang trí, đó là trang trí lều trại. Thì ở bài này, mấy bạn hãy mở sách ra trang 148 và lấy tập ra để ghi bài. Bài này chúng ta có 3 nội dung. Nội dung đầu tiên là chúng ta sẽ tập quan sát, nhận xét, xem về các cổng trại và các lều trại. Và phần 2 la mã sẽ là phần trang trí lều trại. Và cuối cùng sẽ là phần thực hành. Đầu tiên là phần quan sát nhận xét. Chúng ta cùng quan sát nhận xét một vài những cái cổng trại. Và ngày nay chúng ta đều thấy là trong những ngày lễ hội, việc trang trí đều lều trại rất là phổ biến. Và thường được tổ chức cắm trại vui chơi, giải trí. Về hình dáng thì chúng ta thấy có rất là nhiều hình dáng khác nhau và được trang trí đẹp với nhiều chất liệu khác nhau, như là vải, bạc, tre, lá, giấy, vân vân. Và chúng ta thấy là màu sắc cũng rất là nổi bật và bắt mắt để thu hút sự chú ý. Phần 2 la mã chúng ta sẽ tìm hiểu về cách trang trí. Đầu tiên là trang trí cổng trại, gồm có các bước sau đây. Thứ nhất là chúng ta sẽ tìm hình dáng cổng trại. Và trang trí có hai dạng, đó là trang trí đối xứng hoặc không đối xứng. Về cổng trại thì chúng ta nhớ gồm có những phần sau đây. Thứ nhất đó là tên trại nè. Đặt tên trại ngắn gọn, xúc tích. Tên đơn vị, ví dụ như là tập thể hoặc tập thể lớp hoặc là chi đội. Cờ, biểu trưng của cái cổng trại, của cái hội trại đó, là của cái tên biểu trưng đó, nó phải là nó tiêu biểu và nó phù hợp với lại cái tên của cái hội trại. Và ở phần hai nhỏ thì chúng ta có cách trang trí lều trại. Thì cách trang trí lều trại chúng ta có hai dạng, đó là cũng là trang trí cân đối hoặc trang trí không cân đối. Về cách trang trí thì chúng ta có thể vẽ, chúng ta có thể sử dụng giấy màu để cắt, xé hoặc là dán, miễn làm sao để cho cái lều nó đẹp là được. Và chúng ta sẽ cùng tham khảo một số những cái hình cổng trại và lều trại để chúng ta có cái nhận biết được, phải hình chúng ta hình dung được cái cổng trại và cái lều trại chúng ta sẽ vẽ như thế nào. Ba la mã sẽ là phần thực hành. Trang trí cổng trại hoặc lều trại theo ý thích. Thì mấy em có thể lựa chọn, một là trang trí cổng trại, hai là trang trí lều. Chọn một trong hai và chúng ta sẽ thực hành trên giấy A4. Về tên cổng trại hoặc là tên của lều hoặc là hình trang trí thì mấy em sẽ tự sáng tạo theo ý thích của mình. Và đây là chúng ta sẽ cùng tham khảo một số những cái bài vẽ đẹp về màu sắc, về bố cục với hai dạng cổng trại là đối xứng và không đối xứng. Còn đây là hình ảnh của hình dáng của các lều. Ngoài những cái lều đơn giản bên đây thì chúng ta cũng có thể là vẽ những cái lều theo kiểu sáng tạo cũng được, và cách trang trí cũng tùy thích của mình, miễn làm sao
ra được một cái lều hoặc là một cái cổng trại đẹp đạt theo đúng yêu cầu. Về hướng dẫn học tập về nhà thì các em nhớ ghi đầy đủ bài vào trong tập, thực hành bài vẽ trên giấy A4 và xem trước cho cô bài 27 đề tài minh họa chuyện cổ tích. Tiết học của chúng ta tới đây tạm dừng. Chúc các em luôn nhiều sức khỏe để có thể cập nhật nhiều kiến thức bổ ích. Thân ái, chào các em.